Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Barrett Legend, một khẩu súng rất là ngon. Ngon ở đây thì không phải là ngon về sức mạnh mà nó ngon về cái sắc đẹp ấy. Vâng, mà cái khẩu này vô rank ấy thì ối thằng nó đòi đổi súng. Tuổi bố mày thèm đổi chắc. Ok. Chúng ta sẽ cùng đi rank trận này thì không phải là gặp clan gì cả. Trận này gặp toàn người bình thường thôi. Úi dồi ôi, đã thế còn AFK nữa. Hay lắm. Vâng, người ta đi rank ghép toàn team ngon ngon. Mình đi rank lúc nào cũng toàn team tả tạ thôi à. Vâng, hết gà rồi đến AFK. Có khi nào nó ghép với máy không ta? Rồi, đẩy này. Úi dồi ôi, nhìn cái gì vậy? Vẫn còn nữa này. Ném bom đâu ấy? Này thì ném bom đi đâu ấy. Ok. Hết chưa? À đủ, trong nào có này. Kê cái gì vậy? Vâng, bạn ấy chắc là đang soi gái ở khu vực bom site A. Vâng. Soi bạn AOE. Chúng tôi cũng phải cạn lời nhỉ em ạ. Ok, trận này thì không biết là nó sẽ chuyển sang đánh B không. À, nát thế này rồi. Vẫn còn AFK. Ao bà luôn đi. Cái gì đây? Cái gì đây? Ui, tôi xong rồi. Úi dồi ôi. Làm gì căng vậy? Bạn ấy xấy qua cửa và giết luôn thằng AFK rồi. Đẩy này. Tưởng gì cơ. Ok. Khiếp hồn. Vâng, chúng ta sẽ ra rào xem còn thằng nào cam ở đấy không. Có khói ngoài rào này. Đấy, đi đâu cũng phải đợi người ta ra trước. Có gì thì người ta sẽ chết trước anh em ạ. Rồi, thằng Snip ngoài rào bắt được người trong đây. Đẩy vào. Ok này, ok. Tuyệt vời. Double kill. Vâng, còn đúng một thằng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc trận này. Không biết là nó sẽ đi đường nào đây. Rào, HL và Mick. Rồi, rào có team mình. Thế là chỉ còn mỗi HL và rào thôi. À, đâu, Mick và rào thôi. Chúng ta, ôi vãi xoài. Thế đấy nào, nó đi ở HL nhờ. Nó thế còn ăn bom China nữa chứ. Vâng bạn ơi, cẩn thận ăn bom China ung thư chết bây giờ. Cái gì mà hack vậy? Như team bạn chat lên là hack. Kìa, cái thằng ném bom đâu, sao lại hack vậy? Á đủ, nó lại đẩy lên nữa này. Gắt vậy. Cái đậu xanh nó nữa. Vâng, cạn lời. Bị bắn nó giật tâm anh em ạ. Chắc là thanh niên này chưa cộng thiên phú ấy rồi. Bắn bị giật tâm, mình không quen. Bắn bên ạc mình thì nó đỡ bớt đi rồi. Bắn nó cũng tạm tạm. Mình quen với ạc mình hơn. Qua mượn ạc này nó chưa cộng cái gì hết. Bắn phải quen từ đầu cái độ giật tâm của nó cơ. Ui dồi ôi, bị ép từ hai bên. Không thể thắng được rồi. Vâng, mình nằm xuống là đi hết ngay cả team. Team bạn chỉ chết đúng một thằng thôi. Biết ngay mà. Flash được tung ra thì chắc chắn phải đẩy lên. Ok, nhìn gì vậy? Thôi kìa. Mình sẽ bắt cái thằng đi mic này. Đi mic này nhây. Nó thích nhây không bạn? Ok, xem thằng nào đi mic nữa ra xem nào. Để mình bắt nốt luôn. Ok, chắc là không ai đi mic nữa rồi. Bọn nó thì chỉ đi rào với lại rào là chính thôi. Bọn này chuyên đánh rào. Có khói ngoài rào nhưng không thấy người. Vâng, bị bắn ở nhà bạn à. Rát vậy. Hôm qua nhà bạn luôn.
chất. Vâng, còn đúng một đằng nữa. Hay thế, con team mình bắt đầu vực lại anh em ạ. Chắc được trận hên thôi. Chứ sấp mặt nãy giờ mà không có ai. Vâng, rõ ràng nghe tiếng chân ngoài này. Thế đấy, nào không có ai nhỉ? Thế rốt cuộc là nó đi đâu? Hay là team mình? Bí ẩn thế. Vâng, chắc gặp ma rồi. Phát hiện bom. Bây giờ mình đéo quan tâm bom nằm ở đâu, mình chỉ quan tâm là người nó đứng ở đâu thôi. Vâng, có người phát hiện người thì ok. Rồi, bị bắn ngoài rào. Hay lắm DM. Thế đây nào nó có thể ra ngoài rào đứng được nhở? Nó là mình chết nhiều lắm rồi. Chúng ta lại lên đây ke tiếp. Ke tiếp, ui trời ơi, lại ăn mạng. Thơm thế. Ok, xem nó còn ra nữa không. Vâng, chắc là nó không ra nữa rồi. Ok, cam mic thì cam một tí thôi, không phải cam lâu. Bom được tương lên ở khu vực rào. Còn đúng một người. Không biết rào có không. Rồi, có này. Đứng lên này. Biệt ngay mà. Vẫn ngồi xuống thì phải đứng lên thôi. Chả nhẽ lại ngồi đi. Hư cấu. Còn chúng ta lại đứng ở mic tiếp. Vẫn quen chân rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, vậy lỗi rồi. Ui dồi ôi. Vâng, cái đậu xanh nó nữa. Thật đấy, nào nó lại đứng ở trên được nhờ. Cạn lời. Thằng level 82. Hay lắm. Vâng, các bạn có suy nghĩ giống mình không ạ? Ấn chết thì mọi chuyện sẽ đi xuống. Nhưng không sao, HL đã giết được double kill. Không được rồi, phải nằm xuống rồi. Hay quá. Còn hai thôi. Win nào. Không được rồi. Nó sẽ chết. Ok bạn, dậu con đã tiếp được người ở khu vực bom site B rồi. Bạn ấy sẵn sàng ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Nghe tiếng chân ở lỗ nhưng không đẩy vào. Hình như lỗ đang di chuyển sang B. Vâng, bạn ấy vẫn không đẩy vào. Hay lắm. Đấy nhé, nên đẩy vào. Bây giờ sai rồi, nó về B đặt bom rồi. Đấy, bom hiện lên kìa. Gắt PL. Phải đẩy ngay vào từ cái lúc mà nó di chuyển sang B cơ. Cái này sai rồi. Đi lỗ để gỡ bom là một điều sai lầm. Chết thôi. Ok, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo nào. Cố gắng nốt trận nào. Không thể thua được. Hư cấu. Kê đi. Kê đi. Tao sợ mày quá cơ. Ra sao đòi ăn thẳng ra trước á. Bạn có cảm thấy vô lý không? Rào không thấy người. Vâng, ăn đâu vậy? B rồi. HL có không? Không có, tìm mình. Thế là B hết rồi. Vâng, sai lầm rồi, nó đẩy B. Ôi, đang gỡ bom kìa. Đấy, tự nhiên cất bom rồi anh em ạ. Cho nó ăn quả bom đi. Ok, fine. Ra bạn ơi. Ủa, trong nhà B có à? Ok. Mình sẽ ăn thằng trong A này. Ui dồi ôi, ước gì có khẩu súng sấy.
Úi rồi. Ủa? Vai, không lo được thằng ở sau ạ. Thôi sao rồi? Cày thế. Không để thằng ở trước, thằng ở sau nó ăn. Ngu người. Mình cứ tưởng là nó lo được cơ. Mình ăn thằng trong bom sai. Đáng nhẽ mình nên hợp lực với nó giết cái thằng trong ấy đã. Nhưng mà đáng nhẽ mình nên vứt cái khẩu 3Z đi. Chứ không thể sấy được anh em ạ. Không thể sấy được bằng lục. Nếu mà có lục đi Dorado thì tuyệt vời nhở. Mình cứ dã thôi. Đẩy lên nhà tao làm gì vậy? Cơm cháo gì ở đây mà đẩy lên vậy? Mic. Vâng, đẩy qua nhà mình rồi chát mic. VL vậy. Còn thằng cuối đâu? Ok, chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhé. Vâng, thằng cuối thì chắc chắn phải chết rồi. Nhà nó. Ok, ok, qua nhà nó xem có người không. Ai đó đi lên trước đi ạ. Lên đi bạn ơi, đừng ngại ngùng. Mình kê cho. Lên đi, đúng rồi. Vâng, không có ai. Ủa, nhà nó đâu? Nước. Really? Ôi, ăn luôn rồi. Vâng, cạn lời. Ok, bye bye mọi người nha.